Lịch sử hãng xe Subaru, hành trình 70 năm từ kẻ nghèo thành đại gia. Tại Việt Nam, Subaru không phải là một thương hiệu quá phổ biến, thậm chí còn có nhiều khách hàng nghĩ đây là một hãng xe Trung Quốc. Tuy nhiên, Subaru lại rất nổi tiếng trên thế giới với những mẫu xe có khả năng vận hành cao, dễ dàng chinh phục các địa hình khắc nghiệt nhất, đồng thời giá xe lại rất phải chăng so với trang bị trên xe. Vậy Subaru là thương hiệu của nước nào? Những mẫu xe của Subaru có gì đặc biệt? Một, Thương hiệu Subaru của nước nào? Subaru chính xác là thương hiệu đến từ Nhật Bản ra đời vào đầu thập niên 1950 và có trụ sở chính tại Ebisu, Tokyo, Nhật Bản. Subaru còn công ty con thuộc Tập đoàn Công nghiệp nặng Fuji, FHI, hiện đang nằm trong top 20 tập đoàn sản xuất công nghiệp nặng lớn nhất thế giới. 2. Ý nghĩa logo và tên thương hiệu Người sáng lập nên thương hiệu Subaru là ông Kenji Kita. Về ý tưởng tên gọi Subaru, ông đã chia sẻ mình đã lấy cảm hứng từ cụm sao Blitz thuộc tròm sao Kim Ngưu. Khi phiên âm tiếng Nhật, nó có tên là Subaru. Plus là một cụm sao gồm 7 ngôi sao xanh sáng rực. Đây cũng chính là nguồn gốc ra đời của logo. Đọc đến đây, có lẽ khách hàng sẽ thắc mắc vì sao logo của Subaru chỉ có 6 ngôi sao thay vì con số 7. Lý do là bởi trong số 7 ngôi sao, có hai ngôi sao nằm rất gần nhau. Do đó, khi nhìn từ xa, hai ngôi sao này sẽ hòa thành một. Vì thế, khi nhìn tổng thể sẽ chỉ có 6 ngôi sao ngôi sao lớn này cũng mang ý nghĩa tượng trưng cho tập đoàn mẹ của subaru màu xanh dương đậm chủ đạo của logo subaru mang ý nghĩa thể hiện ánh sáng của cụm sao Pleiades. ba tầm nhìn của thương hiệu subaru ngay từ khi mới thành lập subaru đã xác định được hướng đi riêng của mình với tôn chỉ tiết kiệm và bền chắc thay vì chọn hướng đi đại trà như các hãng khác sau đó subaru đã chuyển hướng sang các sản phẩm có kỹ thuật đỉnh cao công nghệ hiện đại chắc chắn và an toàn Định hướng này vẫn được duy trì cho đến hiện tại và là lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Subaru. Trong suốt hơn 70 năm qua, ngành ô tô đã chứng kiến rất nhiều thăng trầm, thậm chí có nhiều hãng xe phải phá sản hoặc bị thâu tóm. Dù vậy, Subaru vẫn vững vàng trên thị trường và có nhiều thời điểm đạt mức tăng trưởng kỷ lục. Chính nhờ hướng đi đúng đắn, các sản phẩm của Subaru đã có nhiều bước tiến vượt bậc, đồng thời giúp hãng có được lượng fan trung thành hùng hậu cũng như nhận được sự tin yêu của khách hàng trên toàn thế giới. Một số sản phẩm nổi bật của Subaru có thể kể đến như Subaru Forester, Legacy, Project. Tính đến thời điểm hiện tại, Subaru đang xếp vị trí thứ 6 trong top 10 hãng xe đạt độ tin cậy cao và có nhiều khách hàng trung thành nhất. Theo khảo sát của tổ chức Consumer Report, tỷ lệ khách hàng quay trở lại mua xe Subaru sau một thời gian sử dụng đạt 55,9%. Đồng thời, tổ chức này cũng bình chọn Subaru là top 5 hãng xe bền nhất hiện nay trên thế giới. 4 giá trị cốt lõi tạo nên thương hiệu xe ô tô Subaru. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Subaru luôn có bốn giá trị cốt lõi để có thể duy trì đế chế cho đến tận ngày nay. Bốn yếu tố đó chính là động cơ boxer. Trong quá khứ và cho đến tận ngày nay, đa số các hãng sản xuất ô tô trên thế giới đều sử dụng các loại động cơ chữ Y về cho các sản phẩm của mình. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất Subaru đi ngược lại với số đông khi sử dụng loại động cơ phẳng boxer. Động cơ boxer chứ danh của Subaru có cách sắp xếp theo hình chữ H trên toàn bộ dãy sản phẩm của mình. Porsche cũng là hãng xe ứng dụng động cơ boxer nhưng chỉ có trên một số mẫu xe thể thao chứ không phải tất cả các dòng như Subaru. Động cơ boxer được giới chuyên môn đánh giá rất cao về mặt kỹ thuật bởi nó giúp chiếc xe có được trọng tâm thấp, từ đó giúp xe vận hành êm ái, mượt mà, đồng thời tạo ra sự ổn định ở tốc độ cao, bởi boxer không cần cơ cấu cân bằng khi hoạt động. Bên cạnh đó, các rung động trong lúc di chuyển cũng được triệt tiêu nhờ động cơ boxer có cách sắp xếp các xi lanh đối xứng nhau. Động cơ boxer cũng được xếp vào loại bền nhất thế giới nhờ ít tạo ra dao động. Hệ thống dẫn động bốn bánh đối xứng toàn thời gian SAVKD. Thông thường ở các thương hiệu ô tô khác, hệ dẫn động bốn bánh chỉ thường xuất hiện trên các dòng xe hạng sang hoặc phiên bản cao cấp. Subaru một lần nữa đi ngược với số đông khi áp dụng hệ dẫn động bốn bánh cho tất cả mẫu xe của mình. Không những vậy, hệ thống dẫn động bốn bánh của subaru là loại đặc biệt được chính subaru nghiên cứu và phát triển cụ thể đó là hệ dẫn động bốn bánh đối xứng toàn thời gian savkd điểm đặc biệt của hệ dẫn động savkd chính là thiết kế đối xứng qua trục dọc giữa thân xe cả ba bộ phận gồm hệ thống chuyển động hộp số và động cơ boxer qua đó giúp lực kéo được phân bổ hợp lý giữa các bánh xe hỗ trợ cùng hệ dẫn động savkd còn có khóa vi sai totsen giúp chiếc xe có thể chinh phục những địa hình hiểm trở nhất đặc biệt là những cung đường lầy lội khung gầm Subaru toàn cầu. Nếu có không may xảy ra va chạm, thiệt hại sẽ được giảm thiểu ở mức tối đa. Lý do là các mẫu xe của Subaru đều được ứng dụng hệ thống khung gầm hoàn toàn mới Subaru Global Platform. Hệ thống khung gầm trên có khả năng chịu va chạm cực tốt. Sau khi va chạm, lực sẽ được hấp thụ và phân tán đều ở khung xe. Từ đó, hành khách trong xe sẽ ít chịu ảnh hưởng, đồng thời giảm thiểu độ chấn động tối đa. Hệ thống hỗ trợ lái xe mắt thần EyeSight không chỉ chiếm được cảm tình từ khách hàng nhờ khả năng vận hành ưu việt, cảm giác lái phấn khúc, Subaru còn đặc biệt quan tâm đến hệ thống an toàn trên các mẫu xe của mình. Đáng chú ý nhất phải kể đến công nghệ mắt thần EyeSight chứ danh của Subaru. Công nghệ mắt thần EyeSight đảm nhận nhiệm vụ giảm thiểu các pha va chạm diễn ra do người lái mất tập trung. Công nghệ này bao gồm 6 chức năng chính sau. Chức năng báo hiệu xe phía trước đã di chuyển. Chức năng cảnh báo lịch lan đường. Chức năng kiểm soát bướm ga trước khi va chạm. Chức năng phanh trước va chạm chức năng điều khiển tốc độ hành trình chức năng cảnh báo đánh võng